phòng. Ông hãy nhìn đi, đây có phải là Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của ông không? Nói! Minh Khai, mày hãy nhìn cho kỹ đi. Đó có phải là Lê Hồng Phong, chồng của mày không? Nói đi! Im lặng. Im lặng. Lính! Dạ. Đập nát 10 đầu ngón tay của nó cho tao! Khoan! Nếu các ông muốn, tự tôi sẽ làm lấy. Búa đâu? Từ ngày ở Moscow đến nay, vợ chồng mình vọn vẹn có 3 lần được gặp nhau. Lần thứ nhất, được sống với nhau vài ngày sau đám cưới. Lần thứ hai, chúng ta có chung một đêm ở căn cứ cách mạng. Và lần này nữa, trong tù, em đếm từng ngày có nhau. Ít ỏi quá, phải không anh? Minh Khai ơi, dẫu bị khảo tra, dẫu cách xa ngàn dặm, nhưng lúc nào anh cũng ở bên em. Anh ơi, em sinh con rồi anh ạ. Con của chúng mình là gái. Em vẫn đặt tên con là Hồng Minh như lời ước nguyện. Nó giống anh chẳng khác một nét nào. Minh Khai, anh muốn con giống em đôi mắt. Đôi mắt biết nói lời yêu thương tha thiết. Trước kẻ thù dâng ngọn lửa hờn căm, độ lượng bao dung, yêu ghét rạch ròi. Biết nói với mọi người một niềm tin sáng mãi. Đêm qua em nằm mơ thấy tuyết, những bông tuyết trắng tinh cứ rơi xuống tóc em, như những ngày đầu chúng mình gặp nhau ở Moscow ấy. Anh bảo, tình yêu của chúng mình cũng trong trắng như những bông tuyết này này. Có nỗi đau nào hơn vợ phải xa chồng, cha mẹ phải lìa con. Anh bị giam cầm bên này, em bị giam cầm bên đó. Nhưng bên ngoài phong trào cách mạng sẽ vùng lên. Em hãy tin vào một ngày mai. Khi đất nước vùng lên xòa tan riêng nô lệ, quét sạch quân thù vang khúc khải hoàn ca. Sát cánh bên ta muôn triệu đồng bào hừng hực sục sôi
thù quân cướp nước. Lời anh nguyện thiết tha hôm nào em còn nhớ, hãy giữ vững niềm tin thắng lợi sẽ về ta. Thịt na xương tan đêm chẳng thay lòng, mong đất nước bình yên cho dân mình bớt khổ. Nếu gặp lại mẹ cha em nhớ anh nói hồ, em còn cái đào nghĩa với non sông. Hẹn cùng nhau dù non mòn biển càng, hẹn cùng nhau ngày dạng ánh sao trời. Lời ước nguyện không trái bằng dấu sông thẳng, thương em thương cả gian truân của cuộc đời. Minh Khai, chúng ta hãy giữ cho Đảng những gì thiêng liêng và cao quý nhất. Có đồng bào, đồng chí luôn ở bên ta. Phải, có anh Nguyễn đã gửi trọn niềm tin. Có nhân dân thì cách mạng không thể nào thất bại. Phải không anh? Minh Khai, người vợ của tôi, người đồng chí của tôi. Hồng Phong, Hồng Phong của mẹ con em. Thời gian sao ngắn ngủi, gặp lại nhau anh chưa kịp nói. Thời gian sao ngắn ngủi, gặp lại nhau để rồi lại xa nhau. Giam Hồng Phong vào ngục tối, giải Minh Khai ra pháp trường xử bắn. Ôi con tim muôn đời khát vọng, đời chờ nhau như nắng hàn đời mưa chiều. Ôi tình yêu nồng nàn, ôi tình Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Việt Nam thành công muôn năm. Thanh âm cuối cùng của người chiến sĩ cách mạng, đó cũng là thanh âm hào hùng của biết bao tấm gương anh hùng liệt nữ, mang trong mình khát vọng tự do, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Các anh, các chị đã ngã xuống trước hừng đông đất nước.